Jamie chào mừng các bạn đến với channel YouTube của Game Bóng Đá TV. Đừng quên nhấn subscribe để ủng hộ Game Bóng Đá TV và nhấn chuông để nhận thông báo khi có những video mới nhất các bạn nhé. Chào mừng các bạn đang đến với bản tin bóng đá trưa của Game Bóng Đá TV. Bản tin trưa nay sẽ có những nội dung đáng chú ý sau. Messi bị chủ tịch Paris Saint-Germain hạ thấp trong cuộc họp báo của Mbappe. Ronaldo mất tích ở đội hình xuất sắc nhất ngoại hạng Anh. Chi 80 triệu euro, Real có được truyền nhân của Casemiro. Chelsea đổi chủ, Tuchel được cấp bộn tiền mua sắm. Hãy cùng chúng tôi đến với những thông tin chi tiết và đừng quên dành ra một giây đăng ký kênh để ủng hộ chúng tôi nhé. Gareth Bale sẽ chia tay Real Madrid sau mùa giải này. Trong khi đó, Eden Hazard vừa mới bình phục chấn thương. Theo huấn luyện viên Ancelotti, hai cầu thủ này có khả năng được sử dụng trong trận chung kết C1 sắp tới với Liverpool. Huấn luyện viên Ancelotti chia sẻ, Hazard đang luyện tập tốt cùng toàn đội, cậu ấy có thể đá trận chung kết. Bale cũng vậy, mọi người đều đang rất hào hứng cho trận đấu sắp tới. Đó là một tín hiệu tích cực. Cho tới lúc này, mọi thứ vẫn đang diễn ra theo đúng kế hoạch. Chúng tôi sẽ cố gắng thi đấu theo ý đồ mong muốn. Đây là trận chung kết thứ 5 trong vòng 8 năm qua. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức trong trận đấu này. Tối qua, phóng viên danh tiếng Fabrizio Romano cho biết tiền vệ Aurelien Tchouaméni đã nói với các đồng đội rằng anh chọn gia nhập Real Madrid. Liverpool cũng theo đuổi sát sao cầu thủ này, nhưng Los Blancos đã kịp tăng tốc ngay khi bị Mbappe lật kèo. Sau đó, các nhà báo Rodrigo Faes và Laurent Julien đều đồng loạt xác nhận AS Monaco đã đồng ý con số 80 triệu euro mà Real Madrid đưa ra. Họ sẽ để cho tiền vệ người Pháp ký hợp đồng với kênh kênh trắng, dự kiến có thời hạn đến năm 2027. Chủ tịch Paris Saint-Germain Nasser Al-Khelaifi đã có những chia sẻ mang tính chất hạ thấp vai trò của Lionel Messi tại đội bóng nước Pháp trong buổi họp báo công bố việc giữ chân thành công Kylian Mbappe. Trước đó phải rất vất vả để gã nhà giàu nước Pháp giữ chân thành công Mbappe trước sự trèo kéo của Real Madrid. Phát biểu trong buổi họp báo công bố việc giữ chân thành công Mbappe, chủ tịch Paris Saint-Germain Al-Khelaifi tuyên bố ngôi sao 24 tuổi đang là cầu thủ xuất sắc nhất thế giới. Đây là một ngày tuyệt vời trong lịch sử của Paris Saint-Germain. Kylian Mbappe sẽ ở lại trong 3 mùa giải sắp tới. Đó là một sự lựa chọn hoàn toàn đúng đắn và mang lại vị thế cho câu lạc bộ. Chúng tôi đang sở hữu cầu thủ xuất sắc nhất thế giới. Những phát ngôn nói trên đã tương đối mâu thuẫn với thời điểm chủ tịch đội bóng nước Pháp ký hợp đồng với Messi từ Barcelona năm ngoái dưới dạng chuyển nhượng tự do. Khi đó, Al-Khelaifi cũng tự hào tuyên bố rằng đó là một khoảnh khắc lịch sử cho câu lạc bộ và bóng đá thế giới. Nó thực sự rất đặc biệt. Bạn có nhận ra rằng chúng tôi đã ký hợp đồng với Lionel Messi tại Paris Saint-Germain không? Điều đó rất vĩ đại. Chúng tôi rất vui và tự hào khi sở hữu cầu thủ xuất sắc nhất thế giới. Ở độ tuổi 34, những tranh cãi về tầm ảnh hưởng tại nhà đương kim vô địch Ligue 1 đã khiến cho Messi cảm thấy mệt mỏi. Anh bị loại khỏi đội hình tiêu biểu của mùa giải, trong khi cha cầu thủ này, Jorge Messi, thừa nhận rằng ông hy vọng con trai mình sẽ trở lại Barcelona một ngày nào đó. Những thông tin gần đây cũng chỉ ra rằng Messi không hạnh phúc ở Paris vì anh ấy đã không thể có cuộc sống ổn định ở môi trường mới vì nhiều lý do. Paris Saint-Germain đã thành công trong việc thuyết phục Mbappe ở lại tới năm 2025 kèm mức lương 100 triệu euro một mùa. Mặt trái của vấn đề này là quỹ lương của Paris Saint-Germain đang phình to quá mức. Theo Loquist đưa tin, gã nhà giàu nước Pháp sẵn sàng để Neymar ra đi nhằm cân bằng lại quỹ lương. Ngoài ra, Neymar cũng đã bước sang tuổi 30 nên Paris Saint-Germain không còn đặt nhiều kỳ vọng vào cầu thủ người Brazil. Neymar có hợp đồng tới năm 2025 với Paris Saint-Germain kèm điều khoản tự động gia hạn thêm một năm. Anh hiện đang được định giá lên tới 90 triệu euro. Barcelona trước đây là câu lạc bộ từng mong muốn sở hữu Neymar nhất, nhưng hiện huấn luyện viên Xavi đang xây dựng một đội hình với nhiều nhân tố trẻ, vì thế rất khó để Neymar quay trở lại. Lúc này chưa có nhiều đội bày tỏ mong muốn có Neymar. Ronaldo ghi được 18 bàn thắng và 3 kiến tạo ở giải ngoại hạng Anh mùa giải 2021-2022 cho MU. Tiền đạo người Bồ Đào Nha là chân sút tốt nhất của Quỷ Đỏ ở mùa giải năm nay, nhưng lại không thể giúp đội chủ sân Old Trafford góp mặt trong top 4. Có lẽ vì vậy mà Ronaldo không góp mặt trong đội hình xuất sắc nhất ngoại hạng Anh mùa giải 2021-2022 do tờ Goal bình chọn. 3 vị trí tiền đạo được Goal lựa chọn là Son Heung-min, Harry Kane, Mohamed Salah. Son Heung-min và Mohamed Salah có cùng 23 bàn thắng, dẫn đầu giải đấu. Trong khi đó, Harry Kane dù có 17 bàn thắng nhưng lại đóng góp 9 đường kiến tạo và góp công lớn đưa Tottenham kết thúc mùa giải ở top 4. Theo tờ Daily Mail, Manchester United đã chuẩn bị xong 43 triệu bảng cùng những điều khoản để gửi tới Villarreal nhằm chiêu mộ Paul Torres. Quỷ Đỏ đã nhắm Torres từ mùa hè năm 2021, nhưng sau cùng họ đã quyết định đưa Rafael Varane về Old Trafford trước. Ở mùa hè này, MU được cho là bằng mọi giá sẽ chiêu mộ Paul Torres. Villarreal hiện tại đang gặp khó khăn về tài chính. Bản thân trung vệ người Tây Ban Nha cũng muốn được ra đi để tìm kiếm thử thách mới. Vì thế, vấn đề ở thương vụ này sẽ chỉ nằm ở mức phí. Con số 43 triệu bảng
bằng đúng với định giá trên thị trường của Transfer Market. Nhưng nhiều khả năng Villarreal sẽ muốn nhiều hơn thế. The Blue đang hoàn tất các thủ tục cuối cùng để chuyển sang triều đại mới của tỷ phú Tosboli. Sự chuyển giao quyền lực này sẽ đánh dấu thay đổi lớn ở sân Stamford Bridge. Dù vậy, theo truyền thông Anh, dưới thời ông chủ mới, Chelsea vẫn sẽ chi đậm cho chuyển nhượng với mục tiêu cạnh tranh chức vô địch Premier League với Man City và Liverpool. Cụ thể, theo Telegraph của Anh, Chelsea sẵn sàng chi 200 triệu bảng để huấn luyện viên Thomas Tuchel tăng cường lực lượng trong phiên chợ hè năm nay. Mức chi này có thể bao gồm cả số tiền thu về từ việc bán cầu thủ. Đây là nhu cầu cấp thiết của Chelsea bởi trong phiên chợ hè năm nay, họ phải chia tay nhiều nhân tố quan trọng ở hàng thủ như Antonio Rüdiger, Marcos Alonso, Andreas Christensen hay Cesar Azpilicueta. Theo chuyên gia chuyển nhượng Fabrizio Romano, Chelsea sẵn sàng bán Hakim Ziyech ở kỳ chuyển nhượng mùa hè năm nay nếu như nhận được lời đề nghị phù hợp. Theo tờ Sport tiết lộ, Barcelona đã rất muốn chiêu mộ Robert Lewandowski theo dạng chuyển nhượng tự do. Tiền đạo người Ba Lan được biết cũng rất hứng thú với việc gia nhập Newcastle ở mùa hè. Trở ngại lúc này của Barcelona vẫn là vấn đề tài chính. Họ buộc phải bán cầu thủ của mình trước khi nghĩ tới việc chiêu mộ Lewandowski. Cái tên hiện đang được giao bán là Memphis Depay. Cầu thủ người Hà Lan tới Barcelona theo yêu cầu của huấn luyện viên Koeman nên anh không được trọng dụng bởi huấn luyện viên Xavi. Hiện Barcelona đang muốn bán Depay để thu về khoảng 20 triệu euro. Hợp đồng của Ousmane Dembele với Barca sẽ đáo hạn khi mùa giải năm nay kết thúc. Thời gian qua, Barca nỗ lực đàm phán để giữ chân cầu thủ người Pháp nhưng chưa thành công. Theo tờ Marca, Barca không đạt được thỏa thuận với Ousmane Dembele nên vẫn có khả năng mất trắng cầu thủ này. Đội chủ sân Signal Iduna Park đã quyết định bổ nhiệm Edin Terzic là thuyền trưởng mới của câu lạc bộ sau khi chia tay Marcos Rowe. Được biết, bản hợp đồng giữa Terzic và Dortmund sẽ có thời hạn đến mùa hè năm 2025. Bản tin bóng đá trưa ngày hôm nay đến đây kết thúc. Xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn. Hiện bóng đá kết nối niềm đam mê túc cầu.